Thưa quý vị, sáng nay, Quận ủy Thanh Khê hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội lần thứ 12 Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận xã hội cùng với sự đổi mới quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nên việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ quận lần thứ 12 đã đạt được những kết quả cơ bản, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, theo nghị quyết đại hội đã đề ra. Trong đó nổi bật là kinh tế quận dần phục hồi và duy trì nhịp độ phát triển sau đại dịch. Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển theo đúng định hướng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của quận. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn được quan tâm triển khai thực hiện theo hướng đồng bộ có trọng điểm. Công tác an sinh xã hội được thực hiện quyết liệt với các giải pháp cụ thể, trong đó tập trung việc làm, học nghề, qua đó giúp người dân ổn định cuộc sống sau khi dịch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các loại tội phạm được kiềm chế, an toàn giao thông được đảm bảo. Nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương được triển khai khá toàn diện. Các hoạt động nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư ngày càng được quan tâm triển khai, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng.